Rồi qua đi. Thuốc ăn cái gì đây? Rồi quất lên. Cái này. Chà chà. Mệt quá à. Ok, chào các bạn, mời các bạn ăn cơm nha. Cơm với Noel nè. Rồi. Đợi lên, đợi lên luôn đi. Quốc chào các bạn, chào các bạn, mời chào các bạn ăn đây, bạn. Mời các bạn ăn tôm hùm. Tôm hùm. Đây nè, chân lên. Ok, rồi. Đây ba mẹ, bao bẻ con ra đây. Ok. Xích vô. Xích vô. Giờ ăn càng hay ăn mình? Ăn này trước hay ăn này trước? Con đầu cầm cái càng. Cái càng, ok cái càng. Con đầu cầm cái càng. Cái nè, con tôm hùm này các bạn. Khô khô. Rồi, go. Quạt. 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 Tôm ăn. Đây đây đây, ba bẻ nè. Rồi quạt quạt quạt. Ok. Ăn ăn được. Cái gì ấy vậy? Nó muốn cầm cái càng. Nè, cầm đi. Ok. Rồi đó, nó còn quạt quạt nữa không? Đút tay vô. Nó kẹp á. Chảy nước kìa, chảy nước. Xong chưa? Được rồi. Đút tay vô là nó cài ra kẹp á. Thật rồi. Đưa bông bóp. Khoát. 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 Đây, ba lột nè. Ăn tôm. Ăn cái này. Ăn tôm hùm. Đúng không? Rồi lấy cái gì? Ủa cái dĩa con đâu? Cái chén đâu? Không không. Ba lột ba bỏ vô chứ. Ăn cái này sổ mỗi bát luôn rồi. Ok. Ngon ha. Ngon không? Hết rồi. Okay, bóp bóp cái càng này cho con nha. Mới về luôn mà. Mới về mấy thùng luôn á. Uống canh gì á. Con ăn xong đi rồi mẹ làm nhanh nhỏ. Wow, nguyên cái luôn nè. Ngọt quá. Ngọt ghê á. Ở trong này nó còn cái ấy nữa nè. Ăn đi con, ăn đi con. Ngon không? Dế con bằng này nha. Dế con ba để mình. Ăn càng nữa đúng không? Ăn mình. Ăn càng ha. Chắc là vậy quá. Mình nó ăn hết luôn rồi đó. Rồi xong. Quất mà. Okay. Đó. Ừ.
Ngồi chưa mẹ ngon quá. Đây ba lột nè, ba lột nè. Cũng muốn cầm. Cầm miếng càng ăn không? Hả? Hay là tháo ra? Tháo ra hai cho con nghe. Không không. Không hả? Không tháo. Ok cầm vậy nha. Ba lột ra đây. Đâu? Nè cầm đi. Chơi luôn. Cầm về luôn. Cắn này nè. Đừng nghiêng quá. Đừng nghiêng nó đổ á. Nước nó chảy ra đó, nước nó ngon lắm á. Ice cream. Rồi. Đây. Mình cũng ăn cơm nha, mình cũng ăn cơm. Đó
còn cắn không? Nè cái vỏ nè, con ăn này không? Wow. Ok. Nó đang xin gặp đường với ông nha.